Hàn Quốc tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chơi 57 phút trong trận Seoul Eland hạ Bucheon 2-0 ở vòng 13 K-League 2. Văn Toàn lần thứ hai đá chính tại giải hạng 2 Hàn Quốc chiều ngày 20 tháng 5, chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm trong hệ thống 4-3-3 của Seoul. Anh suýt ghi bàn đầu tay cho Seoul với cú vớt bóng từ ngoài cấm địa dội xà ngang trong hiệp 1. Tiền đạo Việt Nam hoạt động năng nổ, tích cực tranh chấp tay đôi trước khi rời sân ở phút 57 và nhường vị trí cho tiền đạo Brazil Ronan. Văn Toàn đi bóng trong trận Seoul Eland thắng Chonan 3-2 ở vòng 12 K-League 2 ngày 13 tháng 5 năm 2023. Ronan mở tỷ số ở phút 72 sau đường chuyền của tiền vệ Lee Sang-min. Đến phút 87, tiền đạo cao 1m95 ghi bàn từ phạt nền ấn định thắng lợi 2-0 cho chủ nhà Seoul. Chiến thắng này giúp họ leo một bậc lên thứ 8 với 17 điểm qua 13 trận. Còn Bucheon có nguy cơ mất vị trí thứ 4 sau vòng 13. Văn Toàn đá chính lần đầu ở K-League 2 tại vòng 1 khi Seoul thua đội khách Jeonju 2-3 ngày 1 tháng 3 năm 2023. Anh chơi 81 phút ở trận đó, tạo ra vài cơ hội tốt nhưng đồng đội không tận dụng được. Kể từ đó, Văn Toàn thường xuyên dự bị cho Ronan. Anh vào sân thay người ở 5 trận nhưng chưa ghi bàn nào. Dù vậy, anh từng kiến tạo bàn thắng cho đồng đội ở trận thắng Bucheon tại Cúp Hàn Quốc ngày 29 tháng 3. Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai cũng bị chấn thương và vắng mặt hơn một tháng trước khi trở lại thi đấu đầu tháng 5 năm 2023. Seoul đang đạt phong độ cao với 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trong giai đoạn này, Văn Toàn đều ra sân, với thời lượng thi đấu tăng dần cho đến khi được đá chính chiều ngày 20 tháng 5. Trong trận Seoul thắng Chonan hôm 13 tháng 5, tiền đạo 27 tuổi chơi 33 phút. Văn Toàn sẽ lại cạnh tranh suất đá chính ở trận tiếp theo, khi Seoul tiếp đại diện K-League 1 Gwangju tại Cúp Hàn Quốc ngày 24 tháng 5. Sau đó, Seoul làm khách trên sân của đội áp chót K-League 2 Ansan Winner ngày 28 tháng 5.